Các bạn đang nghe tác phẩm Việt Sử Tân Biên quyển 1 Thượng Cổ và Trung Cổ Thời Đại của tác giả Phạm Văn Sơn được thực hiện bởi ban biên tập trang web Việt Sử.org năm 2021. Chương 9 Bắc thuộc lần thứ 3 từ năm 43 đến năm 544 Nhà Đông Hán từ năm 25 đến năm 220 Một Cuộc cải cách của Mã Viện trên đất Giao Chỉ nhà trưng bị diệt tình hình chính trị tại giao chỉ thay đổi hẳn trước đây trong hai thế kỷ thuộc về nhà triệu và tây hán dù cũng là chuyện người việt bị người hán đô hộ nhưng chế độ của hai triều đại này có thể nói là tương đối dễ chịu bởi người hán không áp bức hoặc rằng buộc người việt một cách quá đáng từ chính trị đến phong tục mặc dầu cuộc tình duyên việt hán trước sau chỉ là điều ép uổng về mặt chính trị, trong giai đoạn này sự tự do của người Việt không thương tổn bao nhiêu, nhưng văn hóa cổ truyền của người Việt đã dần dần chịu ảnh hưởng của Bắc Phương. Từ khi Tích Quang và Nhậm Diên, hai vị thái thú giao chỉ và cửu chân, mà ngoặc dưới đầy Tây Hán và Đông Hán, đóng ngoặc đặt chân trên đất nước này, Tích Quang và Nhậm Diên dạy cho dân giao chỉ việc cày cấy bằng châu bò, dùng điền khí khai khẩn ruộng đất, đặt việc mối lái, lễ nghi, hôn thú, mở các trường học vân vân đó là một chính sách đồng hóa đi kèm với sự khai hóa sau này tới nhà đông hán vẫn còn thích hợp những điều mới lạ này ban đầu được dân giao chỉ nhiệt liệt hoan nghênh nhưng sau cũng có điều đụng chạm đến sự phóng túng và phong tục cổ hữu xin lỗi phong tục cố hữu của dân việt lại thêm những việc bóc lột tàn nhẫn của những thái thú kế tiếp tích quang và nhậm diên nên cuộc cách mạng của trưng nữ vương mới bùng ra dẹp xong cuộc cách mạng này mã viện thấy cần thiết phải lập một chế độ chặt chẽ để kìm hãm sự tiến bộ và tinh thần quật cường của dân giao chỉ đồng thời để thanh toán bằng uy quyền và võ lực những yếu tố bảo thủ còn ngăn trở ít nhiều chính sách đồng hóa của trung quốc thực ra những yếu tố bảo thủ này không mạnh lắm do từ chỗ từ đời hồng bàng đến nhà thục nhà triệu cho tới thời nhà trưng mở nước dân lạc việt ta còn ở trong tình trạng sơ khai nền văn hóa cố hữu của chúng ta dù sao cũng chỉ là một sự chớm nở đâu có đủ sức chống lại được nền văn hóa ngoại lai bấy giờ đang tràn đầy sinh khí mã viện đã thắng một cách dễ dàng nhất là lúc này dân giao chỉ vừa bại trận tinh thần nhường bị tê liệt trước một chính sách hoàn toàn dựa vào sắt máu mã viện đi kinh lý khắp mọi nơi từ giao chỉ đến cửu chân đặt đồn ải thành trì để phòng ngự cuộc giấy loạn chỗ nào có cư dân đông đúc mã viện đặt quận huyện rồi dùng người trung quốc điều động nguồn máy cai trị nơi nào rộng quá thì chia sẻ ra cho nhỏ đi để tiện việc kiểm soát của các huyện lệnh chỗ nào có thể mở mang việc canh tác mã viện cho đảo sông khai ngòi về luật pháp mã viện xin hán triều ban bố một chế độ riêng biệt cho người việt tất nhiên để câu thúc kỹ càng dân bản địa, theo hậu án thư quyển 54. Với chính sách mới này, giai cấp phong kiến và quý tộc giao chỉ mất hết uy quyền và ảnh hưởng mà Bắc Phương đã nhận rõ là rất nguy hiểm cho việc đô hộ. Về phương diện kinh tế xã hội, Mã Viện cũng du nhập vào xứ này mọi phương thức của Trung Quốc. Kết quả của cuộc thay trò đổi cảnh này bi đát như thế nào? Chúng tôi nói cuộc cải cách của Mã Viện là điều bi đát bởi chúng tôi nghĩ rằng nó đã thủ tiêu một phần quan trọng cái tinh thần cố hữu của người lạc Việt là một cái gì cao quý nhất đối với một dân tộc. Tuy sau này Trung Quốc cũng, cũng có sự bù trừ trở lại. Theo đảo Duy Anh về phương diện nhân chủng, buổi đầu người lạc Việt có lẽ còn mang rất ít yếu tố Mongolic, rồi trải qua hai thế kỷ thuộc nhà Triệu và nhà Tây Hán. Do sự hỗn hợp Việt-Hán, yếu tố này tăng thêm lên, nhưng yếu tố anh nê vẫn còn giữ phần chủ yếu. Sau này với mã viện và cuộc đô hộ trên 1.000 năm, tạp chủng với người Hán lại mạnh mẽ và giáo diết hơn lên. Sự thay đổi trong con người lạc Việt sau đó càng rộng lớn. Chứng cớ là cái mặt của người đàn bà Việt đào được ở Đông Sơn, dưới đầy tống, sau thời kỳ Bắc thuộc đã có nhiều nét Mongolic, duy cái sọ là còn dấu tích Anh Đô Tuy vậy, tính tình, phong tục, chế độ của người Việt Nam, nhất là của người bình dân, dưới các triều Trần Lê vẫn còn giữ được một phần nào cái gì là đặc biệt hay cố hữu nếu so với dân Trung Quốc về phương diện này. Đến nay ta có thể nói rằng dù cuộc đồng hóa trong thời Bắc thuộc đã đi sâu bén rộng vào cơ cấu chủng tộc và văn hóa của người Lạc Việt, nhưng qua thời kỳ nô lệ, người Tàu, người Việt Nam đã lấy tư cách Lạc Việt, dung hòa những yếu tố chủng tộc và văn hóa của người Hán tộc và một ít yếu tố của các giống khác để thành một nhân cách riêng. Nhân cách này đã được cấu tạo và đào luyện trong các cuộc tranh đấu đầy gian lao, đau khổ giữa những ngày nhục nhã và vinh quang luôn 10 thế kỷ. Một điều đáng kể sau khi hỗn chủng và đồng hóa với người Hán, cái gốc lạc Việt chia ra làm hai chi phái. Một chi phái ở đồng bằng do sự sinh hoạt và giao thông dễ dàng đã chịu khá nhiều ảnh hưởng của Hán tộc. Một chi phái tản mát trên các miền thượng du ít tiếp xúc với người Hán nên còn giữ được nhiều yếu tố lạc Việt thuần túy hơn. Đó là những người Mường mà một số đồng bào chúng ta ngày nay còn ngộ nhận là dị tộc. Về văn hóa lạc Việt từ cuộc cải cách mã viện ta còn thấy có sự biến đổi về kỹ thuật do những đồ cổ đào được ở Đông Sơn. Trọng yếu nhất là đồ đồng mà nhà khảo cổ học Galabu đặt tại thế kỷ đặt vào thế kỷ thứ nhất tức là thời mà thời kỳ mã viện đang làm mưa nắng ở đấy những đồ đồng này chia làm ba bộ bộ thứ nhất là những trống đồng lưỡi búa lưỡi dìu, mũi mác mũi tên gươm hai lưỡi dao găm có hình người cùng một số đồ trang sức thuần túy lạc việt nhất là cái trống đồng ngọc lư bộ thứ hai là cái bình kiểu biển hồ cái gương kiểu nhà hán những đồng tiền ngũ thù do người trung hoa đem đến bộ thứ ba là những đồ mà về mặt kỹ thuật đã chịu ảnh hưởng của trung quốc đại khái cái bình lớn có vết khuôn những miếng giáp đồng những rau găm những đồ nửa đồng nửa sắt để kết luận ta nhận thấy vài ảnh hưởng của trung quốc giữa thế kỷ thứ nhất về mọi phương diện chưa đậm đà lắm nhưng sau này do cuộc đô hộ của nhà đông hán tiếp tới hơn 10 thế kỷ bắc thuộc ảnh hưởng của người hán càng ngày càng mạnh nên những đồ dùng đào được ở đông sơn về đầy tống chỉ còn là đồ gốm của người trung hoa đồ đồng của người lạc việt không thấy dấu vết nữa chắc là mai một đi từ thuở đó. Sự trạng này đã giúp luận cứ cho mặt để kết rằng Mã Viện là người đầu tiên đã dùng bạo lực cưỡng gian văn hóa lạc Việt, tức là văn hóa Trung Quốc, đi sâu đậm vào đời sống của xã hội chúng ta từ cuộc tái chiếm giao chỉ của nhà Đông Hán. Nguyễn Quang Lục cùng một ý niệm kể trên nói, về sau văn hóa nước ta bị cớm mãi, không nảy được những bông hoa sán lạn, trước tội lỗi lớn lao ấy ta phải nhìn vào mã viện. 2. Cột đồng mã viện Việc giao chỉ sắp đặt xong xuôi mã viện có lẽ đã có những phút đắc trí và rất kiêu hánh. Y cho rằng dẹp nổi hai vị nữ tướng giao chỉ là một kỳ công, nên nghĩ cần lưu lại cái gì ở đây để ghi sự nghiệp của Y với ngàn thu, đồng thời Y còn muốn dọa nạt người giao chỉ nữa. Sau khi đem phủ trị về Mê Linh, y cho dựng một chiếc cột đồng rất lớn ở chỗ phân giới Việt Hoa khắc sáu chữ đồng trụ chiết giao chỉ diệt. Nghĩa là nếu cột đồng này gãy thì giống giao chỉ cũng chẳng còn. Thật là cả một sự khiêu khích cùng là một hành động vô chính trị nữa. Phải chăng y mong rằng nền đô hộ của Bắc Phương sẽ muôn năm trường cửu? Người giao chỉ phản ứng thế nào? cuộc chống chọi bằng sắt máu dĩ nhiên khi đó không thể được do cuộc bại trận còn nóng sốt. Sáu chữ trên cột đồng đó như đâm gai đâm vào mắt, như kim chọc vào ruột người giao chỉ, nên mỗi lần đi qua nơi này, mỗi người đều quăng vào chỗ cột đồng một hòn đá, đá mỗi ngày một nhiều rồi cao như núi lấp bất cả cột. Do đó sau này người Việt có câu thơ mỉa mai dưới đây: cột đồng mã viện tìm đâu thấy chỉ thấy tây hồ bóng nước gương các cổ sử của tàu và của ta đều có chép chuyện cột đồng mã viện như trên nhưng các học giả của chúng ta gần đây truy tầm không thấy căn cứ của chuyện này về thực tế nên đã bác bỏ cho rằng cột đồng mã viện có thể chỉ là một mỹ đàm một giai thoại ông ứng hòa nguyễn văn tố trong chi tân số 14 bốn nói ta không nên chép chuyện cột đồng mã viện vì không có chứng cứ đích xác trong đô thành Hoài cổ mà ngoặc Bulletin des amis du Vieux, thống ngày mùng 10 tháng 11 năm 1943 ông Đào Gi anh có đăng một bài bằng tiếng Pháp Les colonnes de bronze de viện nói cột đồng mã viện có lẽ ở núi Thành, tức núi Lam Thành hay núi Đồng Trụ tên chữ là Hùng Sơn thuộc tỉnh Nghệ An. Tác giả quân đó cho rằng lời phán đoán của mình gần ăn khớp với sự ghi chép của sách Ngô Lục và Tùy Thư. Nhưng tác giả vẫn dè dặt rồi đồng ý với ông Nguyễn Văn Tố rằng không nên chép lời thề của Mã Viện vào sử ta vì lời thề ấy có thể đã, đã do những người hiếu kỳ bịa ra. Huống hồ đến nay vẫn chưa tìm được di tích nào của cột đồng Mã Viện. Theo sách lĩnh ngoại giải đáp, cộng đồng Mã Viện xin lỗi cột đồng mã viện ở lâm ấp tức là chiêm thành cũng có thuyết nói cột đồng ở khâm châu về phía tây tại đây có núi phân mao là giới hạn của nước ta và nước tàu sách của ta như khâm định việt sử tiền biên nghệ an thi tập của bùi tôn am vân đài loại ngữ của lê quý đôn cũng có nói đồng trụ ở lâm ấp nhưng vì lâm ấp biệt lập thành nước đến gần hai năm cho nên những tên đặt thường thay đổi khó xét được đích xác. Người thì cho là đồng trụ ở Nghệ An, người thì cho ở Quảng Ngãi, Phú Yên, mà ngày nay vẫn chưa tìm thấy di tích bởi tại Nghệ An, huyện Hưng Nguyên, có một ngọn núi gọi là đồng trụ ăn vào giữa làng Phú Điền và Nghĩa Liệt, tên chữ là Tuyên Nghĩa. Núi này ở đồng bằng đột, đột lên một ngọn cao chót vót chạy thẳng xuống Lam Giang, giữa đỉnh núi có một bức thành gọi là thành Trương Phụ vì chính Trương Phụ đời Minh đã xây nên. Ta hãy gác những bằng cứ vào sách nghìn năm trước, tử xét từ 6 trăm năm sau này thì ta thấy sử ta chép vào khoảng tháng tư năm nhâm thân tức năm 1272, tức là năm thứ 15 hiệu Thiệu Long đời Trần Thánh Tôn, nhà Nguyên sai ngột lương sang hỏi cõi cũ đồng trụ. Vua Trần sai Lê Kính Phụ đi hội khám. Kính Phụ nói, chỗ mãi viện lập đồng trụ vì đã lâu năm lạc mất không rõ chỗ nào. Sau việc này bỏ đi, theo khâm định Việt Sử Chính Biên, chỉ... quyển 9 mục 7 tờ 14B. Đến năm Ất Dậu 1345 là năm thứ 5 hiệu Thiệu Phong, đời Trần Dụ Tôn, nhà Nguyên lại sai. Vương Sĩ Hanh sang hỏi cõi cũ đồng trụ. Vua Trần sai phạm sư mạnh sang tàu để biện luận. Theo Khâm Định Việt Sử Chính Biên Quyển 9 trang 46A. Từ bấy giờ trở đi không thấy nhắc nhở đến chuyện này nữa. Rồi sau đời Trần nhà Minh chiếm nước ta được 14 năm. Cũng không tìm thấy dấu tích gì về cột đồng trụ. Việt Sử Khảo Lược có câu rằng xét vì thuyết đồng trụ các sử tàu cho là một chuyện hay tức là mỹ đàm nên sau theo trước nói đi nói lại thêm bớt mà không biết đích ở chỗ nào duy thủy kính chú cho là cột đồng của mã viện đã đổ xuống bể chúng tôi thiết nghĩ những đền đài miếu vũ tượng đồng bia đá từ thượng cổ đến nay dù có thất lạc vì tình thế chiến tranh ít nhất nó cũng còn được nhớ đến và lưu truyền qua cửa miệng của người đời nếu quả mã viện có trồng một đồng trụ ở đây với lời thề nguyền độc địa như vậy, thì do lòng thù oán dân tộc ta quên sao được. Các sử sách lờ mờ như vậy, chuyện cột đồng mã viện thiết tưởng không đáng tin lắm, chỉ nên coi là một giai thoại không hơn không kém. Muốn sao thì một giai thoại về đồng trụ đã có từ lâu năm trong cuộc gặp gỡ giữa người Việt và người Tàu như sau đây. Sứ ta qua Tàu thường hay phải ứng đối hoặc thử nhau về thi tài có lần người tàu ra câu đối đồng trụ trí kim đài dĩ lục tức là cột đồng đến nay đã phủ rêu xanh xứ ta là trạng nguyên mạc đĩnh chi đáp luôn đằng giang tự cổ huyết do hồng tức cả sông đằng từ xưa máu còn đỏ thật là một cuộc đối đáp thú vị lắm thay nếu coi cột đồng mã viện là một mỹ đàm thì chép vào sử để làm một câu chuyện kể chơi cho có thú vị, thiết tưởng, không hại gì. Chú thích một. Trong lúc quân đội của hai bà Trưng đang đi tới chỗ thất bại thì bà Man Thiện chiêu quân, chiêu tập tàn quân ở quận Phúc Lộc thuộc Sơn Tây và ở các nơi để tiếp viện thì bị quân Hán đánh tập hậu. Bà đã tìm cái thác bên trong trên dòng Trường Giang vào ngày mùng 10 tháng Chạp. Có lẽ cũng là một khúc sông của Nhị Hà. Hiện nay Tại làng Nam An, trước là Nam Nguyễn có đền thờ bà, mà dạ ở làng này là chốn vùi sâu thi hài của vị nữ anh hùng cứu quốc đó. 2. Sau này, mã viện chết đi người Trung Quốc làm đền thờ trong có tượng to lớn vừa có ý phô trương cái uy danh của hắn. Để thị oai với ta, đền thờ này ở thị trấn Đông Hưng trông sang đất Mon Cay của ta, ở thủy khẩu đối diện với tỉnh Lao Cay là một tỉnh thuộc biên giới Việt Hoa ngày nay cũng còn thấy tấm biển bằng đá hay bằng đồng thì không rõ có để chữ phục ba nhai. Một người Việt qua thăm đền Mã Viện cảm khái có bài thơ mỉa mai như sau. Trèo non vượt bể biết bao trùng một trận hồ Tây chút vẫy vùng quắc thước khoe chi mình tóc trắng cân đai đọ với khách quần hồng rèm chê luống những đầy xe ngọc công cán gia chi dựng tượng đồng ai đó chép công ta chép oán công riêng ai đó oán ta chung ba một bài để đền thờ hai bà bằng quốc, quốc âm rất có ý nghĩa một bụng em cùng chị hai vai nước với nhà thành mê khi đế bá sông cấm lúc phong ba ngựa sắt mờ non vệ cờ lau mở động hoa ngàn năm bia đá tạc, công đức nhớ hai bà. Trong bài này tác giả nhắc đến sự nghiệp phù đồng thiên vương đánh giặc ân nay đã quá xa rồi, mà do sự tranh đấu của hai vị nữ kiệt tinh thần dân tộc được phấn khởi nên mới có những triều đại oanh liệt như Đinh, Lê, Lý sau này. Ai khơi cái mạch ái, mạch ái quốc đó, ai đặt phiên đá đầu tiên cho nền độc lập của nước nhà và những thế hệ sau nếu chẳng phải là hai bà. 4. Theo Nguyễn Quang Lục tác giả cuốn Hà Nội tháng Chạp năm 44, Mã Viện có biểu về Hán Đình nói Thần thâm nhập đất giao chỉ quân số có 12.000 quân phụ lực, kể cả quân chính quy là 20.000 và 100 chiếc thuyền. Công việc hiện đã hoàn thành. Mã Viện cho quân sĩ nghỉ ngơi hết năm 44 rồi mới đánh vào, mới đánh cửu chân, diệt hết tàn quân của nhà Trưng. 5. Mã Viện còn một tên nữa là Mã Văn Uyên. Hết chú thích. 3. Trí thức giao chỉ dưới đời Tây Hán Đối với dân chúng giao chỉ nhà Đông Hán không có một chính sách nào khác ngoài chính sách thống trị. Nhưng với trí thức bản xứ thì Hán Triều có sự đề phòng nghĩa là có dùng mà không có tin. Những chức vụ quan trọng về chính trị không bao giờ lọt qua tay người giao chỉ mặc dầu bấy giờ. Nhân tài giao chỉ cũng đã có một số nào đến đời vua Linh Đế từ năm 168 đến 189. Khi nhà Đông Hán sắp tàn mới có Lý Tiến là người bản xứ được cử làm thứ sử Giao Chỉ. Họ Lý nhiều lần dâng sớ lên Hán Triều kêu nài cho người Giao Chỉ được nhập vào hàng quan lại như người Tàu tại Trung Quốc. Nhưng Hán Đế chỉ thuận cho những người đỗ mậu tài hiếu liêm giữ chức loại thuộc ở xứ sở của mình mà thôi. Sau lại đến Lý Cầm tranh đấu một phen nữa, ông khởi đầu làm lính túc vệ của vua Hán. Sau làm đến tư lệ hiệu úy ngang chức tể tướng đời nay tại Hán Triều. Cũng mấy bận yêu cầu thiết tha trước sân vua Hán một sự ưu đãi nhân tài giao chỉ. Sự kêu nài làm động lòng vua Hán. Nên sau cũng có một người giao chỉ đỗ mậu tài đi làm quan lệnh ở Hạ Dương. Một người đỗ hiếu liêm cũng giữ chức vụ này ở lục hợp. Tiếp theo một ít người nữa cũng được hưởng mọi quyền lợi như người Tàu và từ đấy người giao chỉ dần dần có mặt trong vùng máy cai trị của đế quốc Trung Hoa. 4. Vấn đề văn học Văn minh Trung Quốc đi dần vào đất Việt ngay từ khi có cuộc, có cuộc xúc tiếp giữa Nam Bắc Phương cũng như triệu đà nhà Tây Hán và Đông Hán đều nhập cảng vào đất nước của chúng ta tất cả cái gì gọi là văn hóa của Trung Quốc từ sự ăn mặc, phong tục, việc thờ cúng, học hành vân vân có người lấy làm lạ họ nói rằng tại sao người Tàu làm như vậy họ cứ để dân lạc Việt ta ngu tối có lợi hơn không? Theo sự nhận xét của chúng tôi, khi dân Việt còn là những bộ lạc từ thời Hồng Bàng cho tới khi đã tới trình độ bán khai dưới thời nhà Triệu, nền văn hóa thuần túy lạc Việt thế nào đến nay ta không rõ lắm trên sử sách. Điều chắc chắn là văn hóa lạc Việt không chiếu được một ánh sáng nào mỹ lệ mở ngoặc xin nhắc các bạn đoạn khảo luận về Bách Việt ở đầu cuốn sách này để hiểu tình trạng văn hóa lạc Việt. Đóng ngoặc kể từ thời triệu đà những người cầm đầu nước ta toàn thuộc giống hán tộc và đều ở giai cấp phong kiến Trung Quốc. Ngoài vai trò thống trị họ còn là những sứ giả của văn hóa Trung Quốc ở đây nữa họ chiếm được phương Nam của giống Bách Việt. Thấy đất rộng, người nhiều, đất đai chủ phú không khỏi có ý lấy phương Nam là một giang sơn riêng biệt và cũng không khỏi có cả, cả cái mộng hoàng đế chẳng kém phần vĩ đại như mộng của các hoàng đế Trung Quốc. Nếu có cơ hội họ chẳng ngại đem dân Bách Việt cạnh tranh với dân Hán bên kia giải trường Giang. Vì thế trong việc tổ chức quốc gia, xã hội, chính trị, văn hóa, nhất nhất họ đã dập theo đúng khuôn mẫu của Trung Quốc. Có thể rằng họ muốn dân Việt tiến hơn dân Trung Quốc là đằng khác nếu họ có đủ phương tiện chẳng vậy mà nhâm ngao đã có mộng làm chúa tể phương nam mộng đẹp chưa thành thì số hết họ nhâm đành ký thác trí nguyện đó cho triệu đà sau này triệu đà có lần mang quân xâm phạm đất trường sa chẳng phải là họ triệu đã làm một việc thử lửa đó sao tiếc rằng vào thực tế giống hán vẫn mạnh hơn nhiều đông đảo hơn và lại tiến hóa hơn nên họ triệu đành thôi không dám đi xa hơn nữa nhờ có óc triều đình riêng một góc trời của quan lại trung quốc mà dân việt được sớm thừa hưởng cái gia tài tinh thần của giống hán tộc ta còn phải nhớ rằng không những các vua quan thời đó đã xây dựng nền văn hóa trung quốc ở đây lại còn có cả những người trí thức và có danh vọng của trung quốc thường lánh nạn chính trị qua phương nam sinh sống với chúng ta cũng đã trực tiếp hay gián tiếp đóng vai phụ tá vào công cuộc đó nữa mà ngoặc dưới thời vương mãng chẳng hạn chú thích Trường hợp Hồ Cương là một nhân vật hữu danh ở Trung Quốc, ông treo ấn từ quan di cư qua giao chỉ khi Vương Mãng thoái vị, thoán vị. Sau này, ông Lý Bôn nhận mình là dòng dõi của Hồ Cương, hết chú thích. Nếu quả những nhân vật ưu tú của Trung Quốc sang ta không có những mưu vọng lớn lao, tức là lấy giao chỉ làm đất dụng võ hay làm của riêng lâu đời cho mình và cho con cháu, Biết đâu họ đã chẳng có những hành động đốt sách và chôn học trò như tần thủy hoàng bên kia núi ngũ Linh trước đó. Ngoài ra, việc cai trị một dân tộc cũng cần sự tham gia của dân bản địa thì mọi việc mới được trôi chảy. Nghi ngờ là một chuyện, sự cần dùng lại là chuyện khác. Từ trước đến nay, các đế quốc vẫn phải truyền bá văn hóa của mình ở các thuộc quốc do nhu cầu trên đây, nhất là khi họ mới đặt xong nền đô hộ nhất đán họ đâu có thể mang toàn người nước mình để đặt vào các cuồng máy hành chính ở các đất đất lạ thêm vào hai lý do trên đây có thể rằng các quan lại Trung Quốc còn có mệnh lệnh lập một cuộc đô hộ tinh thần ở nước ta bằng văn hóa và theo kinh nghiệm cuộc đô hộ tinh thần của các đế quốc không là điều toàn lợi hay toàn hại bao giờ cả nếu ta sáng suốt và có tinh thần độc lập biết lọc bỏ cái chất nô dịch của nền văn hóa ngoại lai ta sẽ lượm được cái điều lợi ích như ý muốn. Về phần người giao chỉ, chúng ta thấy văn minh Trung Quốc tốt đẹp nên cũng ham chuộng nhiệt liệt và đã đón chào nền văn minh này như nhiều dân tộc cổ thời Âu Châu đối với văn hóa La Hy. Rồi chúng ta học chữ Hán, nói và nghĩ có khi như người Hán. Thậm chí có cả một số người tuy không nhiều trong buổi sơ khai ấy đã sang tận Trung Quốc để học hỏi. Có lẽ rằng sự học ở giao chỉ hồi đó chưa được mở rộng tới các trình độ cao cả như bên chính quốc. Có tiếng trong đám người theo đuổi hán học thuở xưa là Lý Tiến, người cao hưng đất giao chỉ. Do tài học đã giữ chức thứ sử khoảng niên hiệu trung bình đời hán linh đế từ năm 173 đến năm 189. Lý Cầm, người giao châu làm túc vệ trong triều hán, kéo dài từ năm 205 trước thiên chúa đến năm 219 sau thiên chúa sau giữ chức tư lệ hiệu úy như trên đã nói hai ông này đã bền trí tranh đấu để các người trí thức giao châu được trọng dụng vào các địa vị ngang hàng với người tàu trương trọng người hợp phố có tài biện bác và nhanh trí cùng là một chức hầu cận vua hán sau làm thái thú kim thành đã biết giữ gìn thể diện quốc gia trong khi ứng đối với vua hán mở ngoặc vua hán một hôm có hỏi dân nhật nam đều hướng về phương bắc chào mặt trời phải không ông trương trọng trả lời Tên quận cũng có nơi gọi là Vân Trung hoặc Kim Thành nhưng sự thực có thế đâu. Quận Nhật Nam mặt trời cũng mọc ở đằng đông còn chỗ ở của quan và dân cũng tùy theo phương hướng hoặc đông hoặc tây hoặc nam hoặc bắc chứ không nhất định về phía nào đóng hoặc. Tinh Thiểu cũng là một nhà văn học thỏa nhà lương kéo dài từ năm 505 đến năm 543. Cai trị Giao Châu, ông không thèm nhận chức Quảng Dương Môn Lang do Sải Tiến Thượng Thư Triều Lương đề nghị ông lui về quê sau giúp ông lý bôn tức lý bí năm 544 đánh đuổi thứ sử tiêu tư lập ra nước vạn xuân khương công phụ đậu tiến sĩ dưới đời đường đức tôn từ năm 789 đến năm 804 làm quan đến chức bình trương theo an nam trí nguyện chúng tôi giới thiệu đây mấy nhà khoa mục và văn học thời bắc thuộc để các bạn đọc hiểu sự triệt truyền bá văn học của sĩ nhiếp nhậm diên tích quang đã có thể tạo nên những đệ tử sau này đến bực nào. Nhìn vào đây ta thấy được ăn, được học, được đầy đủ phương tiện vật chất, tinh thần, khả năng của trí thức giao chỉ dưới thời Hán thuộc, nảy nở chẳng kém gì trí thức Trung Quốc. Ngoài ra, những nhân vật trên đây đã từng giữ chức thái thú, thứ sử và tiết độ sứ. Do chính người Tàu đặt ra thì rõ người Giao Châu bấy giờ làm cho các vương triều Trung Quốc kiêng nể e ngại là phải và ông Lý Tiến cùng Lý Cầm dâng thư lên vua Hán đế đòi được đãi ngang người Hán, không thể không căn cứ vào thực tài của những trí thức giao chỉ bấy giờ. Ngoài ra ta lại nhớ rằng các nhà trí thức trên đây đã dự một phần quan trọng trong việc truyền bá Hán học và trong việc cai trị giao chỉ đời bấy giờ. Thân thế và sự nghiệp của họ cũng là một điều đã có ảnh hưởng cho phong thể dân tộc và đã nâng đỡ đồng bào ít nhiều về mặt hành chính. Có người chê rằng bốn người này chỉ là tay sai cho các đế quốc đời bấy giờ, thì dù sao mọi hoạt động của họ đều không đáng kể. Xét lời phê bình có phần quá nhiệt ngã và quá câu chấp, bởi ta nên nhìn nhận ảnh hưởng của họ nếu quả họ đã gây được một ảnh hưởng nào khả quan và chăng trong khi chưa đủ sức chống lại kẻ mạnh thì hãy học đòi cái tài giỏi của kẻ mạnh đâu có phải là chuyện vô ích. Còn việc khôi phục độc lập, mưu đồ phú cường phải tùy thời, tùy thế. Chẳng hơn cứ đóng cửa ngồi nhà để ôm lấy sự u tối sao. Mà thái độ cố chấp tiêu cực đâu có là một lợi khí, một phương tiện tranh đấu bao giờ. Năm, Phật đồ đã ảnh hưởng đến nền văn học của ta thuở xưa như thế nào? Đạo Phật lan vào đất Việt do đường Ấn Độ Dương và do các nhà cai trị Trung Quốc Tôn giáo này du nhập vào xứ sở chúng ta trong thời Bắc thuộc qua ba thời kỳ: a. từ đầu thế kỷ thứ ba đến hết thế kỷ thứ sáu ban đầu Khang Tăng Hội tức Song Gian Sen Hoi năm 288, thứ đến Khương Lương lâu Chí tức Indosith Naruki từ năm 205 hoặc 256 rồi tới các thầy tu Ấn Độ Malaki vực tức Sutra năm 294 là những nhà truyền bá Phật giáo trước nhất. Sau là Mâu Bắc tức Mâu Paul, người Tàu vì nghiên cứu Phật giáo mà tới Bắc Việt. B. Sư Tinidaluchi mở ngoặc Vinicharuchi đóng ngoặc từ năm 580 đến Bắc Việt, giảng dạy tại Chùa Dâu về Thiền Tông là một và lập một tông phái ở Bắc Ninh, lấy danh hiệu xứ đó. C. Vô Ngôn Thông, mà ngoặc họ Trịnh, đóng ngoặc sang chú ở Chùa Kiến Sơ, làng Phủ Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh hồi tháng 9, năm Đường Nguyên Hòa thứ 15, tức năm 820, tu theo lối bích quan của Đạt Ma, mà ngoặc Pohithama, đóng ngoặc và lập ở chùa đó một thiền tông mới các phật đồ kể trên đây trong khi truyền giáo đã gián tiếp giúp việc mở mang, mang văn học của chúng ta rất nhiều buổi đầu tiên suốt 700 trăm năm rồi sau vô ngôn thông nhiều tăng sĩ ra đời bọn người này đã phải dùng hán học làm cái chìa khóa để mở cửa phật và khi giảng dạy kinh kệ nếu không uyên bác về hán học đâu có thể cắt kẽ được cái điều mầu nhiệm sâu xa của phật giáo ta còn nên nhớ rằng dưới triều đường có bốn vị cao tăng vô ngại tu ở trường chợ, chợ chùa sơn tĩnh hạt cửu chân phụng đình duy giám vân vân đã sang cả bên trung quốc giảng kinh trong cung vua và khi già mới trở về nước ngoài ra tăng giới việt nam sau thời bắc thuộc cũng sản xuất được nhiều vị khác nữa dự vào văn học chính giới và đóng những vai trò rất quan trọng chúng tôi xin kể ở những trang sau để kết luận vấn đề văn học thời Bắc thuộc, chúng ta có thể tóm tắt rằng do việc người Trung Hoa đặt chủ quyền trên đất giao chỉ mà nước ta dần dần trở nên một nước có văn hiến, có nhiều thuần phong, mỹ tục, đồng thời ta bỏ được nhiều điều man mọi, đó là một sự lợi ích vĩ đại không ai cãi được. Đem sự đau khổ dưới sự thống trị của ngoại bang và đổi lấy một nền văn hóa sáng sủa tốt đẹp. Người Việt thức thời, chúng ta hẳn không phàn nàn. Đã đành rằng người Việt học chữ Hán chỉ mới biết đại khái về mặt văn tự từ trước mà thôi, chứ chưa thật đã đi sâu vào cõi học thuật và tư tưởng cao siêu của Trung Quốc. Huống hồ vào đời Tần Thủy Hoàng xảy việc đốt sách nho trôn học trò, mở ngoặc từ năm 246 đến năm 208 trước Thiên Chúa đóng ngoặc. Tất nhiên sách vở đưa sang đây không đầy đủ được, Tuy vậy, trong giới văn học bấy giờ cũng đã có nhiều người tỏ ra thông minh lỗi lạc, chẳng kém gì các danh sĩ Trung Quốc, xem như việc sướng họa và ngoại giao dưới đời Lê Đại Hành với Bắc Triều sau này thì rõ, và sử chép rằng vì bài thơ tiễn sứ, tức là tiễn lý giác, mà giao chỉ là một nước mới mẻ non nớt đã nổi tiếng văn hiến đối với người Tống, các học giả hiện đại trách văn hóa của trung quốc đã thắt thai ở chế độ phong kiến vì vậy văn tự chỉ vụ điều phù phiếm khoa cử có tính nô dịch tư tưởng của phật lão tuy có cao nhưng có hại cho sự tiến hóa của xã hội và quần chúng do những chủ trương hết sức tiêu cực những tư tưởng này hầu như đã bị các vua chúa lợi dụng phổ cập vào đại chúng với mục đích ngu dân và tiêu diệt tinh thần tranh đấu của họ trước mọi vấn đề quyền lợi sự thật văn minh học thuật của Trung Quốc quả có vài nhược điểm đáng lẽ nó phải có tính cách thiết thực hơn, nó phải gồm các khoa học kỹ thuật giúp đời sống vật chất của đại chúng được dễ chịu, phong phú và mở mang trí não của con người để mọi tầng lớp trong xã hội cùng tiến và cùng hưởng hạnh phúc. Cái giai cấp các giai cấp có cùng tiến như nhau, cùng hưởng thụ như nhau, xã hội mới là một tổ chức chặt chẽ, một khối vững vàng phú cường đám tri thức mà nhiễm tư tưởng xuất thế coi cuộc đời là vọng ảo kiếp người ngắn ngủ như kiếp phù du chỉ ham chuộng chữ nhàn lấy rượu thơ răng gió làm bầu bạn thì ai là kẻ lo chuyện thiên hạ giai cấp tri thức là giai cấp lãnh đạo quốc gia mà quan niệm nhân sinh như vậy quả thật là tai hại và nguy hiểm hết chỗ nói các nhà thơ nhà văn của ta đại khái cao bá quát chu mạnh trinh nguyễn khắc hiếu đoàn như khuê chẳng hạn đã là những hình ảnh sống của phái nhà nho Trung Quốc. Xin kể mấy câu thơ của mấy vị trên đây làm luận xứ, làm làm luận cứ. Bóng thiểu quang phấp thấp thoáng dưới nam san, khoảnh mặt lại cửu hoàn coi cũng nhỏ, khoảng trời đất cổ kim kim cổ, mảnh hình hài có có không không, lọ là thiên tứ vạn trung chắc đâu chuyện phù bình tán tụ lưng bầu rượu say cổ cổ kim ba vạn sáu nghìn ngày là mấy cảnh phù du trông thấy cũng nực cười cuối thế kỷ vừa qua do sự va chạm với sức mạnh của tây phương thầy trò khang hữu vị là những trí thức cấp tiến của trung quốc đã nêu cao phong trào tân học và đã bài xích kịch liệt cựu học để chấm dứt những ảnh hưởng tai hại của nó các sĩ phu Việt Nam cũng hưởng nhiệt liệt với các công cuộc duy tân của các lân quốc, tức là Trung Hoa và Nhật Bản. Cho tới ngày nay, nhiệm vụ cải cách học, học thuật quốc gia còn là một vấn đề khẩn cấp giữa chúng ta. 6. Một vài điều sai lầm về sĩ nhiếp Chấp thân thế và sự nghiệp của sĩ nhiếp một lương lại có tiếng trong đời bắt thuộc trọng nhiệm ở nước ta. Giữa buổi loạn ly, nhiều nhà chấp xử đã đề cao một cách quá đáng vai trò của vị quan cai trị này. Người ta tôn sĩ nhiếp lên bậc vương, có người tặng cho sĩ nhiếp một sự nghiệp vĩ đại hơn nữa, bằng cách gọi sĩ nhiếp là Nam Bang Học Tổ. Chưa hết, người ta còn gọi thời sĩ nhiếp cai trị giao chỉ là một kỷ, sĩ vương kỷ. Chúng tôi không phủ nhận công nghiệp đáng kể của sĩ nhiếp trong ngót nửa thế kỷ ở nước ta, nhưng chúng tôi muốn đính chính bằng những dòng dưới đây những điều gì thiếu sự xác thật. Năm Quý Mùi, tức năm 203, là năm thứ ba đời vua hiến đế ông Sĩ Nhấp bấy giờ làm thái thú cùng với thứ sử Trương Tân, xin hán đế đổi giao chỉ do giao châu. Trong lúc bên Trung Quốc có giặc cướp nổi lên lung tung thì ở Giao Châu cuộc rối loạn cũng, cũng cũng nhóm lác đác ở nhiều nơi. Ông Sĩ Nhiếp đã khéo léo trong việc cai trị nên bảo vệ được trật tự ở Giao Châu ông giữ đủ lễ nghĩa với hán triều tức là tiến cống được hán phong làm an viễn tướng quân long độ đình hầu sau này trung quốc lâm vào thế chân vạc do sự tranh giành ảnh hưởng của ba nhà bắc ngụy tây thục và đông ngô thì giao châu nằm trong khu vực đông ngô sĩ nhiếp liền theo về nhà đông ngô ông cũng vẫn giữ được hết thảy mọi quyền hành như với hán triều xưa kia Tính ra tuy ông không là thứ sử nhưng đã đạt được rất nhiều ảnh hưởng ở giao chỉ suốt 40 năm trường. Chính trị của ông rất là sáng suốt ở chỗ biết an dân, trọng đại trí thức, được toàn thể nhân dân giao chỉ ái mộ. Xin lỗi, được toàn thể nhân dân giao châu ái mộ và tôn sùng. Nhờ vậy địa vị của ông mới bền vững được lâu dài. Còn đối với các vương triều Trung Quốc, ông khéo tùy thời, nghĩa là gió chiều nào ông che chiều ấy người ta còn kêu ông là học tổ Nam bang đó là theo trong lệnh chỉ của Trịnh Tạc từ 1657 đến 1682 và lệnh chỉ của Trịnh Sâm từ năm 1767 đến 1782 chép trong quyển Sĩ Vương Sự Tích trang đầu do bản sao của trường Bắc cổ số A 426 tờ 41B và 46A trong bia đá làng Tam Á và làng Lũng Khê, Phủ Tuận Thành, tỉnh Bắc Ninh do ông Nguyễn Quán Đỗ Thám Hoa, khoa kỷ hợi tức là năm 1659 Về vấn đề này, trong chính sử không thấy chép sĩ nhiếp đem chữ nho sang Việt Nam ngoài câu nước ta thông ti thư tập lễ nhạc gọi là văn hiến bắt đầu từ sĩ vương bởi văn hóa Trung Quốc nhập cảng vào Giao châu đã có từ 3 thế kỷ trước khi có sĩ nhiếp tới khi sĩ nhiếp cầm quyền ở nước ta, người Giao Châu đã có một số đỗ hiếu liêm và mẫu tài rồi. Ngoài ra, nếu có chỗ tôn thờ sĩ nhiếp là sĩ vương kỷ, có lẽ bởi sử thần giận trong khoảng 100 năm quan lại tàu không có người chính thống trong sạch. Nay gặp một nhân quan như sĩ nhiếp dân được yên vui hơn 40 năm nên đặc biệt tôn sĩ nhiếp làm vua. Sự thực sĩ nhiếp tuy có tiếng là tổng đốc cả bảy quận nhưng chưa hề giữ thực quyền trên toàn cõi Giao Châu bao giờ. Trong đời sĩ nhiếp chính ra chỉ có Trương Tân được vua Hán Hiên Đế phong làm thứ sử Giao Châu mà thôi. Ta nên nhớ Châu cai trị quận còn nói về ảnh hưởng thì lấy sự công bằng mà nói. Đào hoành bốn đời, đỗ viện ba đời làm thứ sử, độc quyền cả Châu Giao còn gây được nhiều sự nghiệp hơn sĩ nhiếp so sánh với tích quang và nhậm diên lấy đạo đức lễ nghi dạy dân giao chỉ và cửu chân để cha con chồng vợ thầy trò bằng hữu thương yêu kính mến nhau sự nghiệp của sĩ nhiếp chưa dễ đã hơn và đến như vậy tích quang nhậm diên còn chưa được chép riêng ra một kỷ có người nghĩ rằng sĩ nhiếp được gọi là sĩ vương là vì triều trần phong ông làm đại vương theo lệ phong tặng bách thần sau ông ngô sĩ liên dưới đời lê đã nhân tước đại vương mà chép là sĩ vương dù sao chúng ta cũng phải nhận rằng việc tôn sùng ông Sĩ Nhiếp làm vua cũng có một vài phần đích đáng do ông đã dùng chính sách nhân nghĩa đối với dân ta xưa kia và đã có công gây nên một kỷ nguyên văn học cho dân ta. Còn chuyện ông đã đem chữ nho sang dạy ta đầu tiên thì không đúng, theo ý kiến của ứng hòa Nguyễn Văn Tố. Hết chương 9, tác phẩm Việt sử Tân Biên quyển 1, Thượng Cổ và Trung Cổ Thời Đại của tác giả Phạm Văn Sơn được thực hiện bởi ban biên tập trang web việt sử.org năm 2021. Mời các bạn đón nghe chương tiếp theo, chương 10, cuộc cách mạng giải phóng dân tộc thứ hai của dân giao chỉ.